Người đẹp Việt Trinh bức xúc vì bị lôi ra làm trò đùa ngày cá tháng tư. Vấn nạn báo tử hiện nay đang là một trong những chủ đề rất hot trên mạng xã hội. Bởi lẽ trong nhiều năm qua, không ít nghệ sĩ đã liên tục bị đồn thổi qua đời với những hình ảnh hay những đoạn clip được cắt ghép rất trắng trợn. Điều này cũng đã khiến sao Việt không khỏi bức xúc và nhiều lần phải lên tiếng đính chính để người hâm mộ có thể yên tâm về tình trạng sức khỏe của mình. Sáng nay, người đẹp tay đôi Việt Trinh vừa đăng dòng status đầy bức xúc ngày cá tháng 4. Cụ thể, sáng ngày 1 tháng 4, nữ diễn viên có viết đôi dòng như sau. Đùa cá tháng 4 vượt ranh giới để câu view bất chấp là một tội ác. Các fan yêu đừng lo lắng nhắn tin hỏi thăm nữa nha, trưa nay Trinh sẽ livestream. Cũng trong ngày, trưa nay, diễn viên Việt Trinh đã livestream nhằm trấn an fan của mình với status Dạ em còn sống đây ạ. Hành động của người đẹp tay đôi Việt Trinh ngay lập tức nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Chưa kể bên dưới phần bình luận, nhiều người cũng tỏ ra cực kỳ bức xúc trước tin đồn thất thiệt và hành động rất khó chấp nhận này. Đây không phải lần đầu tiên sao Việt vướng tin đồn bịa đặt như đã qua đời hay tình trạng nguy kịch. Trong tháng 3, Trấn Thành, Duy Khánh, Quách Tuấn Du, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Theo đó, một số tài khoản muốn giật tích câu view nên đã chia sẻ cắt ghép các ảnh cũ đang nằm viện, thậm chí còn làm giả cả ảnh thờ của các nghệ sĩ để thu hút người xem. Việc dễ dàng chia sẻ thông tin không kiểm chứng trên mạng xã hội gây ra nhiều hệ lụy, hiểu nhầm và có thể khiến chủ tài khoản vi phạm pháp luật. Người hâm mộ cần cẩn trọng chọn lọc nguồn tin theo dõi cũng như lên án tẩy chay các trang đưa tin giả câu view. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức showbiz đáng chú ý trong ngày. Gửi ngày tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.